top 5 quái vật ăn thịt kinh hoàng nhất thời tiền sử. Cá mập Megalon có thể tích như một con tàu ngầm, nặng lên đến 50-60 tấn là sát thủ kinh hoàng nhất biển cả cổ đại. Megathim là một chi lười đất sống trên cạn, loài này có thể nặng đến 5 tấn, có kích cỡ như một con voi và sống vào khoảng 2 triệu đến 8 nghìn năm về trước. Quán quân của loài ăn thịt biết bay thuộc về loài Quetzalcoatlus, người ta có nhiều mô phỏng khác nhau về loài này dựa trên kích thước của các hóa thạch. Loài rắn cổ đại kinh dị nhất là Titanoba, loài này từng sinh sống khoảng từ 60 tới 58 triệu năm trước, trong thế Paleocene. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng sinh vật dài khoảng 13 mét, cân nặng khoảng 1.135 kg và điểm dày nhất trên cơ thể nó rộng khoảng 1 mét. Loài Mosasu được coi là thú ăn thịt dưới biển to nhất thời kỷ phấn trắng. Đầu của nó khá giống với cá sấu, dài trên 18 mét và hàm răng có đến cả trăm chiếc sắc nhọn.